Chương 55 vượt qua bản hướng dẫn. Tiểu đường, em có muốn thử không? Trần Quả đem cái trò đập chuột sang cho Đường Nhu. Em ấy không cần, cái này không giúp nhiều cho em ấy đâu. Thao tác em ấy trước mắt có lẽ khoảng 200, nhưng mà không quen thuộc với trò chơi, không có kinh nghiệm, dẫn đến sức phán đoán không đủ, tốc độ phản ứng bị chậm trễ. Em ấy vẫn còn chỗ để nâng cao được, có điều phải là chậm chậm luyện tập trong trò chơi, Diệp Tu nói. Vậy còn cậu, tốc độ thao tác của cậu thế nào? Trần Quả hỏi. Tôi đã qua cái giai đoạn theo đuổi tốc độ tay rồi. Tôi chỉ dùng tốc độ tay cũng 60 đủ đối phó chị, Diệp Tu nói. Trần Quả thoáng nhớ lại lần đầu tiên xem thao tác Diệp Tu dưới cái tốc độ tay tàn kia. Dựa vào tốc độ tay này, hắn đã một mình giết chết ám dạ Miêu Yêu. Lúc ấy Trần Quả cảm thấy thật thần kỳ. Bây giờ nghe được Diệp Tu bảo chỉ cần tốc độ 60 cũng có thể diệt mình, Trần Quả cũng không tức giận. Cô đã càng ngày càng thấy Diệp Tu có lẽ không hề đơn giản. Tốc độ tay lên xuống tự nhiên, đấy chính là khác biệt lớn nhất giữa tuyển thủ chuyên nghiệp cùng với người chơi bình thường. Thứ này cậu cần bao lâu mới chuẩn bị xong? Trần Quả hỏi hướng dẫn mà Diệp Tu đang chỉnh sửa. Còn chút nữa, bản hướng dẫn do Diệp Tu viết cũng không phải là vẹn toàn trong mọi mặt đâu. Có mấy người viết cũng hay lắm, một tí nữa tôi cũng xếp vào cho chị. Thế nhưng mà tiếp xúc đã xem hướng dẫn cũng không tốt, tốt nhất là nên tự mình trải nghiệm đã. Có cơ sở nhất định hãy xem hướng dẫn, Diệp Tu nói. Vì sao, chẳng phải là làm theo hướng dẫn có thể bớt đi vòng vèo hơn sao? Trần Quả nói. Bản hướng dẫn chỉ là kinh nghiệm mà người đi trước tổng kết lại mà thôi. Thứ viết trên bên trong chỉ đại diện cho hiện tại. Một bài hướng dẫn quá 1-2 năm, thậm chí một vài tháng sẽ có người phát hiện ra những cái phương án còn tốt hơn so với hướng dẫn. Không những do trò chơi cập nhật, quan trọng hơn là trình độ kỹ thuật người chơi không ngừng tiến bộ hơn trước. Kỷ lục tồn tại là để bị phá, phải phá mới là kỷ lục. Đỉnh cao nhất vĩnh viễn chỉ tồn tại trong tương lai mà không phải là quá khứ. Hướng dẫn này để tham khảo, không nên cứ lấy đó mà làm theo. Làm như thế chẳng bao giờ đột phá thêm bước nào đâu. Trần Quả nghe xong thì ngạc nhiên, chẳng dám tin những cái đạo lý to lớn này lại phát ra từ miệng một cái tên lôi thôi luồn chết dí ở nhà này. Đạo lý kia rõ ràng không hề quan tâm tới sự sùng bái của Trần Quả đối Diệp Thu. Nếu là bình thường, Trần Quả nhất định nhảy lên cãi tới cùng, nhưng lúc này lại cảm thấy không thể nổi giận nổi. Vậy em chơi trò chơi trước vậy. Kết quả là Đường Nhu tiếp nhận quan niệm này, ngồi bên cạnh Diệp Tu đút thẻ của cô vào máy. Diệp Tu gật đầu, quay đầu nhìn sang Trần Quả. Chị đi đập chuột. Trong nháy mắt, Trần Quả kìm lòng không được mà hoài nghi bản thân mình có phải bị chơi xỏ hay không. Đập chuột chỉ nâng cao phản ứng của chị, thao tác chân chính phải là rèn luyện trong game, Diệp Tu nói. Ừ, được rồi, đi mau lên, Diệp Tu nói tiếp. Được, Trần Quả trả lời, xoay người rời đi. Đi vài bước mới kịp phản ứng, thái độ tên này sao hả? Rốt cuộc ai mới là sếp? Thế nhưng nghĩ, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện vẻ mặt Diệp Tu ngồi trước máy tính viết bài hướng dẫn thật chăm chú, căn bản không phải là dáng vẻ phơ phạc kia. Trần Quả giật mình, ngại quấy nhiễu hắn, lại nhìn sang Đường Nhu cũng là tập trung tiến vào trò chơi. Trần Quả nhìn cái trò đập chuột trong tay, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Đầu đường có thiên phú, bản thân Diệp Tu cũng là có thực lực rất mạnh, còn cô thì sao? Trần Quả ngồi trước máy tính ngẫm nghĩ. Cô cũng rất thích trò chơi này, cũng hy vọng có thể chơi tốt. Thế nhưng Trần Quả biết mình không thể đạt tới cái trình độ khiêu chiến người đi trước, đột phá quá khứ. Diệp Tu bảo 27 tuổi đối với thi đấu đi tự thể thao, đây là độ tuổi tiếc lối quá khứ, mong chờ tương lai rồi. Đường Nhu mãn nguyện mà vào trò chơi, nhưng cũng không quá lâu gặp phải đả kích. Dù cô có thao tác với tốc độ tay 200 cũng không ứng phó được vấn đề này. Vấn đề này Diệp Tu đã gặp qua, Trần Quả tối qua chơi ác nhỏ cũng gặp. Vấn đề đông dân khu mới mở, nhiệm vụ thật vất vả mới nhận được, nửa ngày không giết được quái. Bên ngoài thôn tân thủ quá nhiều người, phản ứng có mau lẹ, tốc độ tay có nhanh hơn cũng không đánh được quái. Đường Nhu bị dày vò tới sứt đầu mẹ chán, nỗ lực kiên trì lửa tiếng sau cuối cùng mới từ cấp 1 lên tới cấp 2. Đường Nhu thở dài một hơi, nhìn qua Diệp Tu bên cạnh, công việc sắp xếp bản hướng dẫn vẫn đang được tiếp tục. Diệp Tu vẫn chăm chú như vậy, chăm chú tới mức Đường Nhu cũng thấy ngạc nhiên. Tang nhiên, chỉ thấy tay trái Diệp Tu mò vào trong tay áo lấy ra bao thuốc, gậy gậy hai cái, rồi đưa một cái điếu lên miệng. Mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình trong suốt quá trình, tay phải cầm chuột di chuyển cũng không hề dừng lại. Đang chuẩn bị châm lửa đột nhiên bị người chọc một cái, quay đầu qua nhìn liền thấy Đường Nhu. Nơi này không cho hút thuốc, Quả Quả sẽ giận.
Được Nhu nhắc nhở Diệp Tu. À, hành động hút thuốc của Diệp Tu là loại hành động vô thức. Phản ứng lại mới phát hiện bản thân không tự chủ ngậm thuốc lá trên môi. Có điều vị trí này khá quất, cách quầy Thu Ngân khá xa, trừ hắn cùng Đường Nhu thì xung quanh không có một ai. Nhìn không thấy đâu, anh chỉ hút một điếu, đừng nói ra. Diệp Tu lén đốt điếu thuốc, còn quay đầu khách khí một câu, em có muốn không? Không muốn, cảm ơn. Thử chưa? Từng thử, không thích lắm. Được Nhu nói. À, Diệp Tu gật đầu. Lúc đầu nhìn Đường Nhu nói, cấp mấy? Cấp 2. Đường Nhu nói, cố lên. Quần mặc tiếu trên này chính là anh à? Đường Nhu hỏi đột nhiên. Diệp Tu nhìn phó bản khu 10 trên màn hình của Đường Nhu, đại danh quân mặc tiếu treo trên 4 bảng. Giờ đang định phá kỷ lục của anh hả? Diệp Tu cười. Loại giết lần đầu này hết cách phá rồi phải không? Đường Nhu nói. Ừ, Diệp Tu gật đầu. Thế là ánh mắt Đường Nhu lại là dừng trên kỷ lục phó bản rừng rậm băng xương. Cái kỷ lục này không phải dị, chỉ dựa vào năng lực một người mới phá được. Diệp Tu nói. Em thấy rồi, cần phải hợp tác với 4 người sao? Đường Nhu nói. Càng về sau còn có 10 người, 20 người, nhiều hơn cũng có. Diệp Tu nói. Đường Nhu trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Hướng dẫn làm xong rồi, để chỗ nào? Diệp Tu hút xong điếu thuốc, hoàn thành quá trình sửa chữa hướng dẫn. Để đế tốp đi. Nhưng mà phải làm thế này. Đường Nhu làm mẫu, máy tính trong tiệm net đều được reset ổ cứng. Nhưng mà nhân viên công tác như bọn cô có thể vào quyền administrator để tránh đi thao tác reset ổ cứng. Chỉ vài đơn giản cái thao tác cũng có thể nhìn ra hai tay Đường Nhu rất linh hoạt. Em luyện tốc độ tay như thế nào vậy? Diệp Tu đột nhiên hỏi. Động tác của Đường Nhu chợt khựng lại khi nghe thấy. Diệp Tu tinh thông thao tác nhìn thấy rõ ràng. Không có luyện qua, cứ như vậy, Đường Nhu nói. Vậy à? Diệp Tu cười cười không nói gì thêm, kéo ghế ra đứng lên nhường vị trí cho Đường Nhu. Em tiếp tục ngồi chỗ này đi. Hướng dẫn hoặc là trò chơi, có gì không hiểu có thể hỏi anh. Diệp Tu nói. Cảm ơn, anh thì sao? Đường Nhu nhìn Diệp Tu chuẩn bị rời khỏi. Anh tới khu hút thuốc, bên kia an toàn hơn. Diệp Tu nói. Chương 56. Luyện cấp không dễ dàng. Diệp Tu đi ngang qua quầy Thu Ngân, nhìn thấy Trần Quả ngồi bên trong đang nghịch cái trò đập chuột trong tay, dường như đang có chuyện suy nghĩ. Vì thế mà không chào hỏi, đi thẳng tới khu hút thuốc tìm máy chơi. Hiện nay Diệp Tu không chỉ là quân mạc tiếu lội xanh trong trò chơi, ngay cả người thật cũng lội luôn tại tiệm net. Người chơi vinh quang đều biết quân mạc tiếu là quản lý tiệm net, hơn nữa có một cái vũ khí bạc tự chế trong tay. Người chơi ở khu hút thuốc rất nhiều. Không ít người sau khi theo dõi cuộc chiến buổi chiều vẫn ở chơi tiếp tục tới giờ. Thấy Diệp Tu đi qua đều là chào hỏi. Diệp Tu tùy tiện chào lại, đốt điếu thuốc tiến vào trò chơi. Kết quả vừa vào đã thấy tin nhắn oanh tặc. Online được 5 giây, tin nhắn nhắc nhở bắt đầu chớp chớp. Mở ra thấy đều là tin nhắn hỏi thăm bình thường. Đám người điển thất thì anh trai cao thủ tới rồi à. Trầm Ngọc thì bái lạy đại thân. Làm Hà đại diện làm cái các thì mời luyện cấp. Dạ Vị Ương đại diện mưu đồ bá đạo, hẹn trước hoạt động phó bản rạng sáng. Diệp Tu trả lời từng cái một. Với cái đám người điện thất Trầm Ngọc thì hắn đáp lại một mặt cười. Còn đối với luyện cấp từ Lam Hà trả lời hẹn phó bản của Dạ Vị Ương thì lại uyển chuyển cự tuyệt. Những kẻ không cùng chí hướng này khi nói chuyện với Diệp Tu đều là lựa lời rất cẩn thận. Sau khi Diệp Tu online được một lúc mới là yên tĩnh. Kết quả rất nhanh có tin tức từ hệ thống. Một đống lời mời kết bạn ào ào đập vào mặt. Nổi tiếng thế cả. Diệp Tu vò đầu, chỉ phá kỷ lục phó bản thôi. Công hội lớn có thể biết đó là một cao thủ, nhưng không tới mức bị người người sùng bái. Cậu mong gần gũi thế này chứ? Diệp Tu ngơ ngác chọn bỏ qua tin của hệ thống. Kết quả lại bị người ngồi bên cạnh chọc chọc. Ông bạn, thêm bạn tốt nào? Hả? Diệp Tu quay đầu liền không thấy. Thấy không ít khách của quán net đều nhìn về phía hắn, vẫy tay chào. Người anh em thêm bạn đi. Hóa ra là cùng tiệm net á. Diệp Tu chạy mồ hôi. Bởi vì khu mới mở, tỷ lệ người chơi khu 10 chơi cùng tiệm net khá cao. Phần lớn đều là cắm cổ chơi mà không thèm để ý gì. Nhưng có một số người lại yêu thích kết bạn với cao thủ. Hơn nữa mọi người ở bên cạnh nhau, trong hiện thực thì quan hệ lại là càng bền chắc hơn. Thế là ở trong quán net không ít người thêm Diệp Tu. Hả, tên gì? Cùng tiệm net ngay trước mặt.
Không tiện trực tiếp cự tuyệt người ta, Diệp Tu hỏi ID của người trong tiệm net, thêm bạn tốt từng người. Lúc sau hảo hữu của Quân Mặc Tiếu đã tới 37 người, mà còn không ai không online. Trừ đám người Điện Tất mới quen 2 ngày trước, tất cả là khách của tiệm net Hưng Hân, lấy khu hút thuốc làm chủ. Bên ngoài xa xa khu hút thuốc cũng có người tiến đến xin kết bạn. Một hàng dài danh sách, Diệp Tu hoàn toàn không tìm được người thật và ác của bọn họ. Thừa dịp náo nhiệt, có người cười một câu: đều là cùng tiệm net, không bằng chúng ta lập một công hội đi. Câu này chẳng có người nào hưởng ứng. Vinh quang tới nay tổng cộng 10 khu, có thêm là một khu thần chi lĩnh vực. Người chơi cũ tiệm net gặp phải người chơi cùng trong khu vinh quang không có cái gì là lạ. Diệp Tu được mọi người xếp hàng thêm bạn tốt, trừ việc đạt được kỷ lục phá bản chứng tỏ thân phận cao thủ, những người cùng tiệm net còn biết nhiều hơn một cái tin sói bọn Lam Hà, Quân Mặc Tiếu có vũ khí bạc tự chế. Đề nghị tạo công hội này chỉ đổi lấy vài tiếng cười ruồi tệ nhạt. Người đưa ra lời đề nghị này thấy mất mặt cũng đã ngậm miệng tự mình chơi. Mọi người đeo tai nghe vào, lần nữa chìm đắm trong thế giới ảo. Diệp Tu bên này lại chủ động gửi lời mời kết bạn với một người khác, Hàn Yên Nhu. Đây là nhân vật của Đường Nhu, Diệp Tu cũng không biết gọi là có hàm nghĩa gì. Chắc là chữ Yên trong là Trục Yên Hà và chữ Nhu trong là Đường Nhu, thêm đại một chữ nữa. Gửi lời mới kết bạn lại không thấy không đồng ý. Diệp Tu phỏng chừng cô nàng này không quá quen thuộc với game nên chưa chú ý tới tin tức hệ thống. Gửi nhiều cũng vô dụng, gửi một cái cũng tránh, gửi 18 cái cũng tránh. Vì thế không để ý nữa, thu thập vài thứ đem theo bên người xong, Diệp Tu chuẩn bị đánh quái luyện cấp. Vấn đề lớn nhất của thôn Tân Thủ là quá nhiều người. Ra khỏi thôn rồi, ở giai đoạn cấp 20 này, vấn đề trước mắt vẫn là quá nhiều người. Thôn Tân Thủ có hệ thống kịp thời tăng bản đồ, phân bổ sức chứa. Nhưng ra khỏi thôn Tân Thủ, mọi người đều tụ vào một mảnh đất. Tự nhiên, mảnh đất này lớn hơn thôn Tân Thủ rất nhiều, nhưng mà mỗi người đều lên cấp 20 xong thì un kéo tới. Tình huống giống như là y hệt thôn Tân Thủ. Trấn Bố Nhĩ Tư cùng với khu vực xung quanh đều là tấp lập người. Tối qua Diệp Tu thừa dịp rạng sáng người ít, lên mạng mới là gấp gáp làm nhiệm vụ. Lúc này đang là giờ cao điểm của tiệm internet, làm nhiệm vụ chính là tự ngược đãi mình. Nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ phải xếp hàng, giết quái phải cướp. Nghĩ thấy thôi đã thấy thốn, so với nhiệm vụ không bằng tìm một nơi ổn định giết quái luyện cấp. Ở giai đoạn này thì người chơi ở khu vực luyện cấp nào sẽ ít đây. Đương nhiên là khu vực luyện cấp có đẳng cấp hơi cao một chút, ở trong vinh quang mà chết sẽ giảm kinh nghiệm, khiến người chơi cũng không dám mạo hiểm vượt cấp. Thà rằng xếp hàng đi làm nhiệm vụ, xếp hàng cướp quái cũng chỉ mong một đường an ổn, đi tới khu cao cấp cày cấp, không phải là cao thủ cũng không dám có suy nghĩ như thế. Luyện cấp trong vinh quang, phương pháp nhanh nhất chính là phó bản, tiếp đến là con đường nhận nhiệm vụ, kém nhất mới là giết quái. Nhưng với tình thế trước mắt, số lần phó bản không còn, nhiệm vụ thì phải xếp hàng, giết quái trở thành lựa chọn tốt nhất. Thứ như là độ khó không nằm trong phạm vi suy xét của Diệp Tu. Với trình độ VIP như hắn, NPC không cần áp chế cấp thái quá sẽ cơ bản không tồn tại độ khó. Mà kinh nghiệm nhận được khi giết quái trong vinh quang hạn chế cấp bậc, điểm hạn chế này lấy 5 năm tiêu chuẩn. Quái hơn người chơi 5 cấp hoặc thấp hơn 5 cấp thì nhận được nhiệm vụ kinh nghiệm thấp nhất. Trong phạm vi tiêu chuẩn đương nhiên là cấp càng cao kinh nghiệm càng nhiều. Vì vậy, quái hoang dã cao hơn người chơi 5 cấp sẽ đạt đến kinh nghiệm nhiều nhất. 5 cấp không lớn nhưng trong vinh quang cao hơn 1 cấp đã xuất hiện ngay vấn đề áp chế 1 cấp rồi. Cấp bậc trong vinh quang không chỉ dùng định nghĩa người chơi, thương tổn vật lý, thương tổn pháp thuật, trạng thái xuất huyết, đông cứng, trói buộc, vân vân đều là tồn tại ở một cái cấp này. Dưới khi tình huống không có sự nhắc nhở của hệ thống xác định cấp bậc, mấy thứ như là cấp bậc đều được mặc định là đẳng cấp của người chơi. Nói cách khác, lúc này đẳng cấp tổn thương của Quân Mặc Tiếu là 21, giờ vào thao tác đánh ra xuất huyết ẩn, đẳng cấp xuất huyết cũng là 21, đẳng cấp tổn thương là 21 hay đẳng cấp xuất huyết 21, đánh quái trên 22, hiệu quả sẽ giảm xuống, cấp càng cao giảm xuống càng rõ. Loại tình huống này trong vinh quang gọi là áp chế cấp. Ưu thế cấp cao đối với cấp thấp không chỉ chênh lệch rất nhiều về số liệu của thuộc tính và trang bị, áp chế cấp còn có tính vào trạng thái ẩn. Càng tiến vào một bước thì độ khiêu chiến khó, khiêu chiến vượt cấp càng cao.
Chương 57. Mai cốt chỉ điểm. Lúc này quân Mạc Tiếu cấp 21, giới hạn cao cấp nhất là 5 cấp, đánh bại cấp 26 được kinh nghiệm nhiều nhất, nhưng mà nhiều này cũng không nhiều hơn được bao nhiêu. Mỗi khi vượt cấp kinh nghiệm nhiều hơn 2%, 5 cấp thì nhược 10%, nhưng mà độ khó vượt đến 5 cấp này không chỉ là 10% đơn giản như thế. Nếu như người chơi luyện một mình, không nói đến độ nguy hiểm cao, kinh nghiệm thu hoạch được trong một cái đơn vị thời gian cũng nhịn không ra ưu thế 10% này, mà có khi còn ít hơn. Nhưng cái dưới tình huống trước mắt rất đặc biệt, Diệp Tu vượt cấp đánh quái cũng không phải đuổi theo điểm kinh nghiệm, mà là vì tránh nơi tập trung nhiều người để kiếm một nơi an tĩnh luyện cấp. Sau khi sắp xếp xong túi đồ, Diệp Tu liền cho quân Mạc Tiếu tới khu vực cấp 23 tới 26, Mai Cốt Chi Địa. Mai Cốt Chi Địa không chỉ là tên của khu vực luyện cấp, đồng thời là tên của phó bản. Nơi đây rất giống với rừng rậm băng xương. Bên ngoài rừng rậm băng xương là khu vực luyện cấp 20 đến 23, có rất nhiều quái hoang dã. Đi vào rừng có thể thấy không quấy nhiễu nhau mà tiến vào phó bản rừng rậm băng xương. Tại Mai Cốt Chi Địa này có phó bản Mai Cốt Chi Địa thuộc cấp 23 tới 27. Người chơi đẳng cấp hàng đầu giống như bọn Lam Hà, Lam Kê Các bây giờ cũng là đang chinh phục xong phó bản Mai Cốt Chi Địa rồi. Trên bảng danh sách hiển thị người qua phó bản Mai Cốt Chi Địa đầu tiên là đội ngũ Mưu Đồ Bá Đạo. Diệp Tu nhìn thấy tên Dạ Vị Ương, còn có ba người hôm qua thì không thấy. Xem ra ba người đấy cũng không phải là thành viên quan trọng của Mưu Đồ Bá Đạo, mà kỷ lục qua bản của Mai Cốt Chi Địa đã bị đổi 4 lần. Thành tích mới nhất tạm thời là Trung Thảo Đường. Còn về ba bốt ẩn của Mai Cốt Chi Địa, Làm Kế Các ngược lại may mắn cướp được 2 con. Kỷ lục phó bản nhìn tới nhìn lui cũng chỉ đảo qua ba cái công hội lớn này. Diệp Tu không quan tâm nhiều đến vậy. Quân Mạc Tiếu rất nhanh đi tới Mai Cốt Chi Địa nhìn thử. Quả nhiên người chơi ở đây rất lừa thưa. Cấp 21 như Diệp Tu là đẳng cấp phổ biến trong phần đông người chơi, phần lớn đều đang thành thật cướp quái ở rừng rậm băng xương. Ở bên kia có khi gặp phải quái cấp 23 áp chế bọn họ. Bên Mai Cốt Chi Địa bọn họ càng không đỡ nổi. Diệp Tu tìm một cái lời đánh quái khá ổn, điều khiển quân Mạc Tiếu giữ mở ô thiên cơ, vùng thành hình thái chiến đấu chiến mau lao vào giết. Ô thiên cơ thêm cái 8 cái móng ám xạ miêu yêu, tựa như là việc đầu tiên cho việc chiến mâu, thay đổi thêm trục núi, thế mới lân cao của các cấp bậc hình thái chiến mâu đạt tới cấp 15. Chứ cái này ra thì hình thái gốc và hình thái vũ khí thuộc hệ khác vẫn ở cấp 5. Hiệu quả công kích hiển nhiên không thể so với hình thái chiến mâu. Tiểu quái ở Mai Cốt Chi Địa cùng một loại với mộ địa xương khô là sinh vật bất tử thuộc hệ hắc ám. Thầy ma, xương khô, công thủ xương khô, pháp sư xương khô v.v. đẳng cấp đều tầm 23-26. Đặc điểm chủ yếu là công cao, phòng cao, nhưng mà di chuyển khá chậm chạp. Lấy kỹ thuật của Diệp Tu, các loại NPC chưa từng là lối uy hiếp từ trước tới nay. Thao túng quân Mạc Tiếu xông lên, lựa chọn khu vực ổn định bắt đầu chạy quanh giết quái. Diệp Tu giết rất là tùy ý, không hề theo đuổi những cái đòn công kích đặc biệt như công kích vào chỗ hiểm, liên kích, truy kích trên không, công kích sau lưng, v.v. Muốn đánh vào trọn vẹn mấy cái đòn kỹ thuật như vậy cần nâng cao sức tập trung, bùng lộ tốc độ tay, tăng nhanh thao tác. Việc này vừa hao tổn tinh thần lại vừa mất sức. Chỉ là luyện cấp mà thôi, Diệp Tu không muốn cứ đánh như là trong trận chung kết liên minh chuyên nghiệp. Đánh đánh nghỉ nghỉ, tốc độ giết quái của quân Mạc Tiếu không nhanh nhưng rất ổn. So với việc tiến công, Diệp Tu càng chú trọng việc cẩn thận né tránh. Việc này khiến cho hắn chưa từng phải nghỉ ngơi hồi phục vì lượng HP không đủ. Chủ yếu là do hết sạch cái thanh pháp lực mới là qua một bên nghỉ ngơi. Vật phẩm khôi phục trong vinh quang có đồ ăn và bình thuốc. Đồ ăn không có đóng băng, nhưng mà phải sử dụng trong tình trạng không chiến đấu, hồi phục lượng lớn cũng rất nhanh. Bình thuốc không bằng đồ ăn, nhưng có thể sử dụng trong chiến đấu, lúc thành chốt có thể trở thành sơm dạ cứu mạng. Chẳng qua, hiệu quả của thuốc càng cao thì thời gian đóng băng càng dài, mà cùng loại thuốc sẽ là bị đóng băng đồng thời. Muốn uống hơn mấy bình HP không cùng cấp trong cùng lúc là chuyện không thể nào. Bình thuốc và đồ ăn đều được bán ở chỗ NPC, nhưng chỉ là các loại cấp thấp nhất mà giá cả còn rất đắt. Trừ việc đánh quái hoang dã nhặt được, nghề nghiệp sinh hoạt như là đầu bếp có thể làm ra đồ ăn, nhà bào chế thuốc có thể chế ra thuốc. Mỗi một người chơi đều được học hai loại nghề nghiệp sinh hoạt, nhưng mà chỉ có thể chọn một nghề thức tỉnh. Không sai, nghề nghiệp sinh hoạt có thể có nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp cũng là lên tới cấp 50, hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp mới có thể tiếp tục thăng cấp. Lúc này khu mới mở được khoảng 2 ngày,
trừ các công hội lớn cố ý bồi dưỡng, chưa có người nào bắt đầu học tập kỹ năng sinh hoạt. Đầu bếp và nhà bào chế thuốc ở các công hội, đến cả công hội nhà mình còn cung cấp không đủ, tạm thời không có hàng để kiếm lời trên thị trường. Các người chơi chỉ có thể nén giận khóc thầm, bị hệ thống hung hăng bắt chẹt một phen, tiền bạc kiếm được từ việc kiếm đánh quái, cạn quét phụ bản, nhiệm vụ ban thưởng đều đổ vào tiền thuốc. Diệp Tu thì cũng không ngoại lệ, đầu tư vào giai đoạn này không thể thiếu. Nhưng mà dựa vào kỹ thuật ưu tú, hắn giảm không ít lượng đồ ăn và bình thuốc dùng tăng máu, chủ yếu là tiêu hao mana. Hắn tiết kiệm hơn rất nhiều người chơi khác. Đánh quái gần một tiếng, quân Mạc Tiếu lại thoát ra ăn đồ khôi phục mana. Diệp Tu cũng là đốt điếu thuốc nghỉ ngơi một chút, chợt nhìn thấy một cái tin nhắc nhở, mở ra là tin tức hệ thống. Hà Niên Nhu chấp nhận lời mời kết bạn. Qua một tiếng, Đường Nhu mới phát hiện ra lời mời kết bạn của Diệp Tu lúc này gửi tin nhắn qua. Ngại quá, vừa mới thấy, Đường Nhu thực sự khác xa Trần Quả. Cô ấy sẽ không tích cực chủ động làm thân với người khác như Trần Quả. Cô ấy cũng không quá nhiệt tình với người ngoài, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy quá lạnh lùng. Khi cô ấy trò chuyện với bạn, bạn sẽ cảm thấy cô ấy rất nghiêm túc lắng nghe. Mà khi cô ấy nói chuyện, bạn sẽ cảm thấy cô ấy đang bàn luận với mình. Nếu bảo phương thức giao tiếp của Trần Quả là tự do, đẩy khí khái giang hồ, Đường Nhu chính là phe tri thức, hàm xúc, trừng mặc và lễ phép. Chưa bỏ sự hiếu thắng và nghiêm túc, đưa ra liên tiếp 10 lần lại một lần nữa. Sau khi đánh bại bởi Diệp Tu thì có hơi thất lễ, nhưng những lúc khác không làm cho người khác tìm ra bất luận tật xấu nào. Diệp Tu tin chắc rằng cô nàng này chắc chắn có lai lịch. Sự bình tĩnh và khí chất bộc lộ từ phía ngoài kia quả thực chính là con nhà có giáo dục kỹ càng. Ngoài ra còn có tốc độ tay của cô. Khi Diệp Tu hỏi tốc độ tay của cô luyện từ đâu, biểu hiện của cô khá do dự. Điều này khiến cho Diệp Tu xác định tốc độ tay cũng không phải là do thiên phú, mà là thành quả luyện tập. Từ đôi tay của cô có thể nhìn ra, giống với Diệp Tu, cô nàng này bảo dưỡng tay rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Diệp Tu có thể dám chắc đôi tay này không phải là dự luyện do chơi game. Tay trái tay phải của tuyển thủ chơi game hoàn toàn không giống nhau, bởi vì tuyển thủ thông thường đều là tay trái ấn phím, tay phải cầm chuột. Đây là hai cái cách thao tác khác nhau, mà hai tay của Đường Nhu lại cực kỳ ổn định và cân đối. Điều này khiến cho tốc độ giữa tay trái và tay phải của cô không phối hợp với nhau lắm khi chơi game. Nếu hắn đoán không sai, Diệp Tu tin đây chính là đôi tay luyện được sự nhanh nhẹn từ đánh đàn. Không sao, có gì thì em cứ gửi tin cho anh. Diệp Tu nhìn Đường Nhu không tầm thường, nhưng cũng không hứng thú lắm với việc truy cứu chuyện gia đình của cô nàng. Thành thật mà nói thì hắn hiện tại còn phải xác định rõ hướng của mình nữa kia. Tắt đi tin nhắn trò chuyện của Đường Nhu, Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu chuẩn bị đánh quái. Bất chợt nghe tiếng bước chân dồn dập trong tai nghe. Một người bay qua người quân Mạc Tiếu, trường côn khẽ vung đem tiểu quái mà quân Mạc Tiếu định công kích đâm lên trời.